cái vật chất và tinh thần để giúp các em cố gắng cuộc sống và học hành tốt hơn. Rồng hoa gì đấy? Thế còn bạn này tên là gì? Cháu tên là gì? Cháu lớn nè. Dạ, cháu tên Lan. Thế à? Cháu cũng làm hoa thế hả? Dạ vâng. Cháu làm được lâu chưa? Cháu làm mấy năm rồi. Cháu lên đây bao tuổi rồi? Cháu năm nay 17 ạ. Ừ, lớn quá hả? Đây là cái hoa giấy ạ. Hoa giấy? À, vân hoa vải ạ. À, vải. Thế còn cái hột kia là đang làm cái gì đấy? Đấy là các bạn đang xỏ những cái để đeo chìa khóa. À, đeo chìa khóa vậy. Khóa. Cháu làm được lâu chưa? Cháu làm được mấy tháng rồi. Cháu làm giỏi rồi hả? Cháu là mình sẽ được học thật tốt và sau này có công việc nào đó để giúp đỡ cho bản thân. Cảm ơn cháu. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu 10 tuổi. Cháu có đã biết làm chưa? Dạ. Cháu làm được hoa chưa? Cháu chưa. Cháu đang tập hả? Vâng.